dân đấy. Rồi làm ngoan thế à? Cười gì? Thế là ở đây là sẽ mất là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây. 5 cây làm sàn cát này. Và trên này là đang là 2, 4, 6, 7 cây. Tổng là hết 12 cây. 12 cây mình lấy 14 cây đúng không? Còn đang dư 2 cây nữa. Anh em thợ bảo là nấu cơm xong rồi đấy. Hôm nay anh có tí vitamin thịt nữa phải không? Phấn khởi, có tí chất à? Đâu để cho đứng đây anh hỏi một tí nào, thế con đỡ ốm chưa? Mình nhiều manh à, mấy rong gì đó. Vẫn chưa khỏi anh. Vẫn chưa khỏi à? Vẫn bị đi ngoài. Thì chạy một tát rất là lớn. Để xin ăn, na chỉ xích hấp thì na chỉ khán chạy luôn. Mệt quá. Hay đi ngoài nhiều. Hay đi ngoài quá đúng không? Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Với nhiều loại đặc sản cùng sự tận tâm, chúng tôi mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ quý khách hàng. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin chân thành cảm ơn. Mấy anh em đang chuyển gạch đây rồi.
Chỗ khi thành ra ốp tành cả. Ốp tành nhá. Ốp tành hơn sửa tại. Đây là mỗi người 3 viên cơ à? Vâng ạ. Khỏe thế. Là cái này cho nó mới nhanh. Cho nó nhanh à? Có 2, 4, 5, 6, 7 người chuyển. Này, các chị em mỗi người 3 viên luôn. 3 viên không? 3 viên hơi nặng. 3 viên là hơi nặng đấy. Mọi người nhìn những cái bên kia mái bếp anh em lên xong rồi. Đấy, ngôi nhà là hiện hình rồi. Anh em hôm nay thu nóc xong thì mình sẽ gọi bên thợ sắt vào để đo cái mái tôn luôn, cũng như là đo cái hành lang ấy để làm lan can. Em Gia bảo là chạy sang bên nhà chị Súng mãi mà chưa thấy vào đây, ra đây. Hôm nay vào là mua đồ là cho anh em thợ là có một cân thịt là nhờ mình mua vào. Thì hôm qua đã đưa 1 triệu tiền hỗ trợ tiền thức ăn cho anh em rồi. Còn đâu những cái đồ nhu yếu phẩm này là mua cho gia đình nhà em cho với cả nhà em trai của chồng để dùng chung, bởi vì em cho đang ở nhờ mà mọi người. Mình chờ em riêng một chút rồi anh em mình lên trên nhà của em cho mọi người ạ. Chị Súng không ở nhà à? Chị Súng không ở nhà à? Vẫn chưa làm hết lương. À, chồng mất còn mỗi 2-3 mẹ con nữa. Đi nhờ thì khó đúng không? Cảm ơn người ta đi. Thấy bạn này đi học về rồi, đi về đi con, ở đây làm gì? Hả? À, thiếu kỳ cái gì? Có gì đưa anh xách bớt cho, xong rồi em bê bao gạo. Cho bao gạo lên vai trước. Cẩn thận nhé. Được rồi. Hôm nay để cái dây co ở dưới nữa, nó không mắc đâu. Ui, nặng ghê. Đây đây, cho anh bảo hộ anh vào nách đã. Đây, cho vào tay này, vào nách anh này. Bên này một. Đấy. Bên này một nhé. Ừ. Thế khó đi quá. À, được rồi, không rơi đâu mà. Tay sách nách mang đúng không? Bà con đấy, chuyển có tay cần rồi. Đây. Thôi anh đi được mà. Bà con 3 viên gạch còn đi bình thường. Bà con thì nó lên cái này mà. Hôm nay đi vào đây là trơn đấy. Để đổi tổ ong huyền thoại 100 lỗ này. Em cho như nấu ở cơm cho bà con chuyển gạch hay sao ấy nhỉ? À em cho. Ừ. Thì anh em chuyển gạch đây là vẫn là có số người là ông ngoại của em cho nó. Ông ngoại ạ? Em chắc ông có. Bà sang chuyển vẫn lấy tiền đúng không? Đấy cũng phải là em cho. Nhiều đấy là anh em thở. Ôi đang ăn cơm rồi. Anh em ăn cơm à? Và cho anh gửi cái này ở đây nhá, gửi đồ này ở đây nhá. Ừ. Dì ai bảo là cho đi gửi đồ ở đây nhá. Trời. Làm ngon thế. Á. À. Cười cái gì? Là chơi rửa mà mình chưa chơi rửa. Ừ.
cho mặt đầu. Ừ. Đâu cho đâu rồi? Mình nhiều quá đấy. À. Nấu cơm cho bà con chuyển gạch đi. Đây, anh em đang ăn thì thôi. Mọi người ăn nhá. Nấu cơm chưa giờ? Cờ. À, cờ. Đây là giờ mà. Giờ hay cờ nhỉ? Giờ. À, chú Diệp vào lấy cái cân thịt mang ra đây. Hôm nay phó giám đốc nhờ anh mua vào đấy. Anh em đang săn nền rồi à? Săn nền lấy chỗ ngủ đấy. Vâng. Ô, thanh niên bé này là con của ai đấy? Của em ạ. À? Hôm nay không đi học à? Chưa, có hơn 2 tuổi mà. À, hơn 2 tuổi thì vợ đâu? Vợ chuyển gạch à? Vâng ạ. À, thế sao không cho xuống ăn cơm đi? Tí ăn cùng nhau. Tí ăn cùng bố à? Tên là Trơ. Không, tên là Phình. Phình. Cho thanh niên này. Nó tha mẹ, nó tha. Hôm nay là hết bao nhiêu tấm đây? Hết 27 tấm. Vâng. Ây giời. To quá. To quá. To quá. À, chuẩn quá. Còn cái chuồng nữa, chắc anh em mình phải lên cái chuồng xong thì về tính bro để chở vào nhờ. Thì bây giờ chở trước chả biết thế nào. Vâng. Đang thu nóc bên này rồi. Phòng ngủ rộng nha. Rộng, nên nhà này rộng hơn nhà ba cháu. Đấy, làm rộng hơn được. Nên phòng ngủ này là 10,5 mét vuông đấy. 10,5 mét vuông. Ừ, một chiều là 3 mét, một chiều là nhân 3,5 mét. Nhân lại em chuẩn không đã. 3 nhân 3,5. Đúng rồi. Đúng rồi. Rộng hơn nhà ba cháu. Nhà ba cháu lại được cái chiều dài hơn. Thì đây đất này, chất cá trước là của gia đình em cho. Đấy, đấy thì đất mua của nhà khác. Đấy, cả bên kia là còn chia nền ra, sau này cho hai anh em chia nhau nữa. Thế là mỗi người được một ô rồi. Chú Ria không, sau này không nặng đầu về cái việc mà các con, các cháu là cái việc mà ra ở riêng, không có đất ấy. Em và vẫn còn đang ở bên này dốc cây ấy này. Vẫn chưa xong nhỉ? Em chào anh. Ừ, anh chào bà nhé. À đây, còn cây này với một cây gác trên kia nữa thôi. Đúng rồi, còn một cây này với lại hai cây ở dưới này. Hai cây ở dưới nè. À? Ừ. Còn ba cây. Còn ba cây. Mấy cây này mua dày thế này ấy, nó thừa đấy. Còn một đợt đợt thế này, mai kia làm chuột đấy. Nó vào là được cái xà. Ừ, xà đẹp mà cứng luôn. Vâng vâng. Thank you.
Xin chào mọi người, hiện tại Cao Nguyên Đá đang có những sản phẩm đó là mật ong hoa bạc hà là 550 một lít, mật ong rừng là 400.000. Các bác lấy từ 2 lít trở lên sẽ được miễn phí tiền vận chuyển. Mình bao gồm ship cả khắp cả nước. Ngoài ra còn có sản phẩm là măng khô, có hai loại măng dối và măng miếng. Tiếp theo nữa là có hạt dổi, quả ốc chó và hoa đu đủ khô nữa. Ngoài ra ở đây có một sản phẩm rất đặc biệt, đó là rượu ngô men lá ngâm với sâm cao. Quý cô bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Những sản phẩm của Cao Nguyên Đá bao gồm sẽ có tem và logo của kênh để mọi người có thể nhận diện, tránh trường hợp bị đánh cháo, cũng như là cách đóng gói là rất là cẩn thận, bao gồm là có một phần màng ni lông ở đây tránh trường hợp bị bóc khi trong quá trình ship hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Giờ ơi, chát cái phần mái giáp với cái tường này chưa? Cái mái bro giáp với tường này em đắp xi lên chưa? Em đắp rồi anh ạ. Đắp xong rồi đúng không? Ừ. Hôm nay đắp cho nó khô xong mà mai kiểm tra lại chỗ nào nó nứt đấy, nó mà không bám vào tường ấy. Đắp thêm một lần nữa nhé. Đã xong rồi tí em cho xi tinh vào ấy, xong rồi à, đánh bóng luôn. Cho xi tinh đánh bóng vào luôn. Rồi. Này có vẻ là khéo thiếu nhiều đá đấy nhá nhỉ. Bên này có thừa. Trong sở thiếu nhưng mà bây giờ lại sở thừa. Thừa đá? Không thừa đâu. Như có hai cái hai phòng này nữa mà em. Thế xây bếp là xây bằng gạch đỏ à? Bếp lò kìa. Bếp lò ấy. Quanh thì xoay gạch này cũng được nhưng mà bên trong chia ngăn ấy. Trong vòng. Uốn vòng thì xây gạch đỏ, à. Bởi vì là chắc là anh em mình sẽ xây cả bể nữa. Vâng. Xong hôm nay là anh em chuyển sang làm chuồng. Làm chuồng quay lại và xây bể. Mai chuyển lắm rồi. Ừ. Quên tí. Hoặc là sáng mai chở sớm cái máy đục ra đây để Máy đục thì là mai chú Dìa có trách nhiệm mà sẽ chở sang sớm bên này. Vâng. Một máy đục với cả nêm những các thứ đầy đủ luôn. Vâng. Anh em chuẩn bị giúp anh cái búa tạ thôi. Vâng. Vì bên kia cũng đang làm ấy, búa tạ nó lại thiếu. Mai giới lắng phát là chuyển lên đây, là chuyển đồ đạc lên đây là... Em tính 9 cây. Tính 9 cây đúng không? Vâng. Thế là bây giờ mình đang bị dư ra đúng không? Dư 2 cây. Dư 2 cây. Ừ. Không, anh nghĩ là không dư đâu. Nói chung là cứ làm lên hết đã. Vâng. Xong rồi tính sau. Vâng. Thế là ở đây là sẽ mất là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây. 5 cây làm sàn khác này. Và trên này là đang là 2, 4, 6, 7 cây. Tổng là hết 12 cây. 12 cây mình lấy 14 cây đúng không? Còn là đang dư 2 cây nữa. Ơi anh đây. Chủ vào, anh chủ vào đo máy nhà. À, em này chả biết tên là gì, mình còn lưu tên là giường sắt cơ. Giường sắt. Tại hay mua giường bên em ấy. Trước là nhờ một người đi chưa, sau đây đấy chở hai cái giường sắt đây á. Ừ. Anh ấy ở tiếp đây đấy nhỉ. Em thì em này làm cũng lâu năm rồi, mới ra mở sở riêng nên thì cũng có nhắn để bảo mình là anh ấy có việc thì anh cho em làm cùng với. Cái việc chuyển máy khoan bột đá thôi chắc là mai thôi mọi người ạ. Mai mang sang để cho anh em thợ bên kia làm nốt buổi chiều ngày hôm nay đó. Đẩy nhanh cái tiến độ phá đá để cho đá hạ xuống đây, cái đá phần xây nền đó. Sáng mai chuyển sang đây. Mai khoảng tầm 6 giờ thế này thì cá chú đỡ ra bên này. Ừ. Cho anh em làm sớ tí. Sáng nay chú Ria ra ngoài huyện sớm lắm. Đi mua xăng rồi. Rồi chào thanh niên. Chào giường sắt. Anh quên mất không biết tên em là gì. Em tên Tiệp. Tiệp đúng không? Hôm nay anh em thu được bên đầu hồi bên này rồi là đo được rồi đúng không? Ừ. Đấy chú lên xong đo cho anh. Ở đằng sau thò ra 50 phân nhé. Và hai trước bên đây là mái hiên đúng không? Gần trước là mái hiên tôn một lớp. Ở đằng sau thò 50 phân này, hai bên đầu hồi làm cho anh thò ra mỗi bên cũng 4 đến 50 phân nữa. Vâng. Bộ giá là quá chắc chắn luôn. Ôi thoải mái à. Có hai nhân đây chứ đấy sai không sao mà. Xét đến không sao mà anh. Quảng cáo vừa thôi, ông lên lại sập lại mang tiếng rồi đấy. Đằng trước ấy làm hiên thì chắc mình để thò vừa thôi em ạ. Bởi vì vẫn còn cho thò, tại vì hiên em đâm cắm vào đấy rồi. Ừ. Đâm cắm vào tường rồi. Thì là cái mái trên, mái tôn trên ấy cho nó thò ra vừa thôi. Riêng đằng sau thì cho anh 50 phân.
nó phải rơi vào 40 phân nha anh ạ. Được, được, được. Thế thì đến làm cho nó cân đối đi, đằng sau cũng 40 phân đi. Đằng sau cho 60 phân đi, nếu mà sợ vào tường ấy. Không, cái mái bên này là cái mái thấp này là vẫn 40 phân đó mà. Mái đằng sau này không bị ấy đâu mà, mái đằng sau bởi vì kia nó có đá nhiều rồi. À, nó vẫn che được rồi. Ừ, che được rồi. Thế thì cho cân đối là mỗi bên thò ra 40 phân hai đầu mái. Ba mét 90, một đầu 3m80, một đầu 3m90. Ừ. Đang dồn làm cái cửa kia cho anh. Thế à, cửa bên cho hai ông bài đúng không? Ừ. 380, 390 sẽ lại mấy mét. Cái chốt cái cửa kia anh để cẩn thận cho em nhé. Đây rồi, đây rồi. Tí nữa anh bảo chủ nhà anh cất vào tủ. Cái này lại cất không cất trẻ con nghịch kia. Cất vào cái sắt à? Anh cầm hộ em trước với. Cho 50 phân. Mái tôn là tốn tiền lắm đấy. Yeah. Vài chục triệu thôi. Bao nhiêu? Bên đây 7 mét dưới. Thò sang, bên này cũng thò sang. Bên đấy cũng thò sang 50 phân. 50 phân. Để tránh mưa nó hắt vào cái bro mà sau này nó vào tường nó bị thấm xuống dưới. 8 mét. Tổng là 8 mét đúng không? Tổng là 8 mét. Ừ. Tám mét chiều rộng. Xong đo cho anh cái hiên nhá, bắn lưới B40 nhá. Nhiều, 3 viên này. Có phải làm khung chết đồ hoàng không anh? Có chứ. Đang phải làm khung nhỉ? Làm khung chứ. Ừ. Thế nếu mà tính dự kiến làm này cho anh mất mấy ngày? 2 ngày. 2 ngày gì? Bởi vì là buông lưới cho anh là phải buông ra tận đây nữa này. Rồi. Chỗ này thềm này nó cao này. Trẻ con đi xuống là ngã ngay. Thì chắc lấy sắt lên đây xong em hàn luôn ở trên này. À có máy nổ rồi mà đúng không? Có máy nổ. Ừ. Lên đây em hàn luôn ở đây. Không hay là hàn ở ngoài kia nhanh hơn nhỉ? Vào tùy em. Nếu mà theo anh thì em mà đo được thì em nên hàn ngoài kia vì đường trong này ô tô vào được. Đấy. Chở nó nhanh hơn, điện ngoài kia khỏe hơn. Một cột ở đây thì góc ở đợt này. Đấy, một cột ở đấy. Anh em đo nhỉ? Anh lấy chân nào? Chỗ đấy là bao nhiêu mét rồi em? 2m8. 3 mét đi. Đây, 3 mét đến đây. Ờ, 3 mét đến đây là được rồi. Ừ. Đấy, đây. 3 mét nhá. Bên kia cũng thế, bên kia cũng 3 mét. 80 hay là 1 mét? Lưới cao 1 mét. Đấy ông anh cho tờ giấy này. Tờ này lại được lên truyền hình à? về bảo vợ nhá, bảo người nhà xem nhá. Đấy, hôm nay chồng. Kênh của anh theo dõi suốt ngày luôn. Được chồng à. Hôm nay là chồng đi làm thật đấy, không phải là đi chơi đâu. Bằng chứng như này đúng không? Chồng đang trẻ thế này, đi cả ngày không về, đi tán gái. Đi tán gái à? Em và em đo xong mái mọi người, có cái giá này em về em sẽ tính báo lại mình. Rồi mình sẽ công bố lên trên video sau. Anh em thợ bảo là nấu cơm xong rồi đấy. Hôm nay anh có tí vitamin thịt nhá, phải không? Phấn khởi, có tí chất à? Đi nhầm đường hôm nay anh em, ngồi ăn bên này.
Thế nó trộn sọt trộn. Cho đi gọi em vào về ăn cơm đi. Em vào đang đi đẽo cây kìa. Đâu trẻ con ăn chưa nào? Đi ra ăn thịt đi nào. Thế, đấy. Nó cay á. À, nó cay à? Nó cay. Mình còn chưa biết tên hai thanh niên này đấy. Con này tên là gì em? Minh. Cũng tên là Minh. Minh trai kia, Minh gái. Thế con em này? Sơn. À, là tên con đẹp nhỉ? Hạ Mỹ Sơn. Hạ Minh Sơn. Hạ Minh Sơn. Cũng tên người Kinh rồi nhỉ? Chờ cho vào tí hỏi xem là con như nào, tình hình ngồi ấy không, có đỡ không? Đấy, thanh niên này biết rửa tay ăn cơm mấy đây này nhỉ? Số tiền nó mỏi á, nó chỉ no, no. Ê, anh em đói rồi thì cứ ngồi trước đi, xong rồi ai vào sau thì ăn sau. Chờ nhau lâu lắm. Vào ngồi đi. Đấy là nấu cơm là cho bà con bê gạch cả ăn rồi. Em cho nấu rồi. Để cái phần kinh phí được hỗ trợ mua thức ăn này. Hôm nay anh em nhờ mình mua một cân thịt vào. Sao cho bảo sao? Con của chú Vương. À đúng rồi. Vương lớn con đâu, bảo con bé vào đi. Nó đi hả? Nó đi. Mình à? Mình à? Mình à? Ông bao cho nó à? Của vàng. Đâu là xin đi đâu? À, mua làm gì nó loại. Đi ra gọi vàng nào. Dưa gọi đi. Alo. Ơi. Ăn cơm à? Ừ, ăn đi. Đó, anh em mình ăn cơm đi. Đang trêu ra khóc luôn. Đi vào ăn cơm đi vào. Rửa tay đó. Thế Sinh ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Ăn rồi à? Cháu ăn chưa? Anh em cũng đang rửa tay đều chuẩn bị vào ăn cơm hết rồi. Để hẹn quý cô bác là sau ít phút nữa. Đâu đây Vư lớn đây, giờ đi ra đây anh nhờ đã. Vư. Vư. Đây anh em đang bảo là thanh toán hết cái tiền chuyển vật liệu đúng không? Vâng. Hôm trước là tạm ứng trước là 3 triệu rồi. Vâng. Còn 1,5 triệu đồng nữa. Vâng. Trong đó là em bên em là chịu thiệt là em với ấy là mỗi người mấy trăm? 200. Mỗi người 200. Vâng. 250 ạ. 250 thì vâng. 250 thì cho hai người hay là mỗi người 250? Mỗi người 250. À thế vâng. Còn anh là 450. Vâng. Ừ. Thì tổng cái số tiền chuyển vật liệu là hết 4,5 triệu. Đấy, mình tính ra là 1.900 viên gạch này, 80 bao xi măng này, 12 khối bột đá là 150.000 một khối, xi măng là 10.000 một bao, gạch thì là 1.000 đồng một viên. Đấy, tổng cái số tiền này bên anh tính là hết 4,5 triệu rồi, đúng không? Vâng. Thế cái bây số tiền em thuê người ta tổng hết bao nhiêu tiền? Em chưa chốt. Chưa chốt à? Vâng. Bây giờ anh sẽ đưa cho 1,5 triệu nhá. Vâng. Là hết hay là như nào? Là hết. Là hết đúng không? Vâng. Còn mai thiếu thì... Nếu mà đưa trong 1,5 triệu thì làm gì có cái phần tiền bảo anh em nhờ anh hỗ trợ đâu. Thì cứ trừ 500. Trước là trừ 500 cọc kia gì? Vâng. Ừ. Đấy. Hỏi lại cho chắc thì không mai lại. Để quay phim rồi là vâng. Mai mà bù thêm là không được đâu đấy. Mở lại phí xe đấy. Đây là sẽ đưa cho em thêm là 1,5 triệu đồng nữa. Đây, anh gửi nhé. Còn tới mà thiếu bao nhiêu thì chuyển vào lại tính tiền tiếp nhé. Còn em cứ tổng hợp lại của em đi nhé. Xong rồi trừ đi tổng của em hết. Cái tiền chuyển vật liệu bao nhiêu tiền ấy. Xong trừ đi cái số tiền 4,5 triệu nhé. Còn thừa thiếu bao nhiêu là bảo anh nhé. Tối về tính nhé, mai bảo anh nhé. Ơ cho đi đâu à? Đây hai mẹ con này đang ngồi dưới xe máy. Mấy anh em trốn ra đây hút thuốc lào à? Anh này có cái gì đây? Không biết đây. Không biết à?
Dì ơi. Dì á, dì đi cùng anh xuống tí. Trời, đi vào nhà đi, mù chìa. Thanh niên kia. Đây, nhờ một tí nữa. Dì xách hộ anh ít đồ ra đây nhé. Ôi giời, hấp thế, lúc nãy bảo ăn không ăn, bây giờ lại đòi ăn. Đấy, cho vệ sinh đi ra đây. Nếu mình chờ lò này cơ. Đâu, hai chị em đứng nhờ đây tí nào. Hiện tại thì quà mình đã nhờ em Dia chuyển ra cái bàn này rồi, cũng như là nhờ em Cho với cả em Sinh đứng ở đây để trao cái phần quà. Thì cái quà này Cao Nguyên Đá cũng có nói rất rõ với quý cô bác như là mọi người rồi. Cái phần tiền mà mua nhu yếu phẩm cho gia đình em Cho ấy, thì mình sẽ mua tổng hợp và trừ vào trong cái quỹ làm nhà, tổng cái số tiền mà các bác đã gửi hỗ trợ đến gia đình nhà em. À, Cho nhá, Sinh nhá. Cái đồ này anh mua này, vào là hai chị em dùng chung nhá. Bởi vì là Cho ấy đang ở nhờ nhà Sinh nhá. Mình cứ dùng chung nhá. Còn hôm trước cái bao gạo 10 cân ấy, khi nào mà em Cho chuyển lên nhà mới ấy, thì anh sẽ chuyển lại bao gạo đấy cho em nhá. Mình cứ mang ra nấu đi. Hôm nay thì mua đồ ở đây là có sữa này, hai thùng mì này, để thỉnh thoảng là có thể là có nấu thêm ít canh cho anh em thợ. Trong này có cả dầu ăn. Ngoài ra ở đây có bỉ, dầu ăn, dầu gội đầu, dầu gội đầu. Đấy, bột giặt mua gói to này, hai nhà dùng chung này. Một cân hay gõ một cân. Có cái hóa đơn rồi ở đây. Hóa đơn để dưới này. Và mua hết tổng là 887.000 cái phần nhu yếu phẩm ở đây mọi người ạ. Ngoài ra nữa là còn ở đây mình còn mua thêm cá khô là 2 cân này, mỗi túi 1 cân. Ở đây có mua thêm 1 cân thịt nữa, cái thịt này bỏ ra này, tối nấu không mà gia đình ăn nhé. Đấy, Sinh treo vào kia luôn, không để đây lẫn này tí cất lên gác ấy. Thì có 2 cân cá khô, 1 cân thịt, ở đây là trứng nha em nhé, trứng gà này. Nát ở tay rồi. Và một cân lạc này. Lạc này thì để gia đình rang lên. Thì tổng cái số tiền là mua hết là, số này mình mua hết 500, nhưng mà trừ 100.000 tiền thịt là mua hộ anh em thợ rồi. Là cái phần cá khô này, lạc rang này, lạc này, trứng này là 400.000. Ngoài ra còn thêm một bao gạo với cả là giấy lau nữa. Đây ngoài có cả kẹo cho mấy cháu nữa này. Nói chung là mua đồ đủ hết. Cái này là bỉm cho con của Cho nhá. Ừ. Bỉm này 120.000 đây. Mua của cháu là từ 4 đến 8 cân. Gạo để đây có bị chuột ăn không đấy? Chè nắn rồi thì sao? Hả? Chó sát. Sẽ nhiệt chuột đấy. Nhiều chuột à? Chuột. Thấy có cái gì cất vào đây này, cái thùng xanh này trước mua rồi đây này, đựng nước à? Đấy là rau chua ở đây. À, làm rau chua trong này rồi à? Sinh mà bảo là tí cất vào trong hồ đấy, trong hòm gì. Ừ, cái tổng cái số tiền hôm nay mà Cao Nguyên Đá đã mua đồ nhu yếu phẩm cho gia đình nhà em Cho là hết 1.567.000. Còn tiền công thợ, tiền công vận chuyển vật liệu hôm nay nữa là tổng cái số tiền là hết 4.500.000. Thì hôm nay mình sẽ trừ vào cái tiền quỹ làm nhà của gia đình nhà em Cho, bao gồm là 4.500.000 tiền thuê nhân công chuyển vật liệu và 1.567.000 nữa, để quý cô bác có thể xem cái quỹ tồn còn bao nhiêu và trừ đi còn bao nhiêu ở trên đầu video. Được rồi đấy, làm gì hộ mấy chị em cất đi. Dầu ăn thì mua dầu ăn to này, hiện tại là có anh em thợ ở đây các thứ nữa. Dầu ăn hai gia đình cũng tốn đấy. Ở nhé, nay cổng no kè nhé hả? Hiểu rồi đúng không? Cho va cổng dòng cho con đi, cho tới cổng no thì dòng nhé. Và những cái gì dùng thì để ở dưới này luôn. Cái gì mà chưa dùng đến thì cất lên trên gác. À, bây giờ phải chua là mấy trái cả. Nó mới plan if we plan chỉ ta chỉ chỉ ta. If we were happy. Happy để cho lọt cái gì sợ. Là dòng là xin. Đây chú Dìa từ từ đã là thế nhờ thế nên anh nhờ hai chị em là gửi lời cảm ơn đến các cô các bác nhá, đã giúp đỡ gia đình nhà mình nhá. Đấy, hài lục thất xanh đó. Ai nói trước? Cho phải nói. Cháu cảm ơn các cô các bác và mong muốn các cô các bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
À, thế xinh à? Cả ơn. Thì em cho và em xin cũng gửi lời cảm ơn đến quý cô bác, anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những cái phần quà, phần kinh phí hỗ trợ gia đình nhà em cho. Thì các người đá cũng xin phép là thay mặt gia đình nhà em cho là gửi lời cảm ơn đến mọi người. Chúc mọi người là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thôi được rồi, cất đi, hai chị em hộ nhau cất đi. Mất chỗ phép à? Thanh niên kia đang oe oe bây giờ ngủ rồi. Sữa này là anh bảo này cho trẻ con một ngày uống một hộp rồi cất lên cao này đừng cho các cháu nhìn thấy nhá. Đúng rồi. Cho nhìn thấy uống nhiều là thôi đấy, không ăn cơm đâu. Đúng rồi. Đâu thì cho đứng đây anh hỏi một tí nào, thế con đỡ ốm chưa? Rồi mình nhiều manh à, manh rong gì đó. Vẫn chưa khỏi anh. Vẫn chưa khỏi à? Vẫn bị đi ngoài. Mình chạy một tại tức là đúng rồi. Để xin ăn, na chỉ xích khóc thì na xích khóc chạy vào. Mệt quá. Thì muốn được. Giải thì muốn giải. Hay đi ngoài nhiều. Hay đi ngoài quá đúng không? Đi hai cái lá ổi về xong rồi đun nước cho con uống. Chứ nền lông ấy. Cái kia uống con trẻ con uống bình thường mà nó như uống nước lọc bình thường thôi mà. Cái nền lông nó thế này em nhỉ? Lá cây ổi ấy. Mình chưa thấy bao giờ. Chưa thấy á? Có biết quả ổi không? Hả? Không biết. Ôi giời ơi. Thế chưa hay rồi. Đi làm nhiều rồi. Không, có thể là bà con biết cái cây đấy nhưng mà không, chưa biết dùng ấy. Không biết dùng. Vâng. Nó là cái cây cao cao có quả ăn là cứng cứng ấy. Có quả ăn ấy. À, có quả ăn nhưng mà trên này có quả ủi thì khó lắm. Chỉ có cây không thôi. Anh bảo nhá, thế không được đi thầy cúng khám bệnh ở đâu nhá. Chỉ sắp mùa. Sắp cho mùa ít là từ xin mùa chùa. Nhớ chưa? Thì thế là mua pla thì cho con tao mà hải tiền lòng nhất chưa đâu. Cái tiêu tài thì chỉ cho chết chút đó nó chỉ phụ thế à? À. Ừ. Cho bảo là mua thuốc hết 50.000 vẫn chưa, có vẫn không khổ. Mua thuốc rồi à? Để gọi tí. Chỉ bao nhiêu hàng mua chưa đâu, cứ dọn thứ cho tôi mà. À, cho bảo là không biết mua là nhờ có giáo xe điện trường. Ừ. Mua cho. Giờ nó tả cái chỉ dọn thế à? Cái tiêu gì à? Tôi không thường à, sao chỉ xin cho mình xe chỉ trường thường sao kia? À hết cái thuốc à nhờ cô giáo mua ra đấy, lại không khỏi hay đưa cho đi thạch à, con là mua bói. Thuốc rồi đúng không? Đang đi xem bói, thế xem bói thầy cúng bảo như nào? Hay chưa? À nữ hai tiếu tôi nhớ nó kể nó lộ có số bốn nó à hay đi tiếp mà cho nó cái giấy nữa mà. À nói tiếp rồi đi chơi. Thầy có bảo là ăn hơi cho mặn mặn ấy, cho mặn quá. Đi đâu anh bị đau bụng. Được rồi nha, bảo không được đi xem thầy cúng nữa này, nhớ chưa? Chỉ sót mùa có lách xin bọn giả xịu ạ. Con mà đang ốm như này ấy, thì có bị làm sao, sốt anh như nào ấy, tối nhờ mấy anh thợ đấy gọi cho anh nhá. Ở đây ai cũng có số điện thoại của anh ấy rồi. Cú tay cả hải là cho thợ xịt chế chọn đi. Thế là nó tạnh ở tiền lộc vậy, vô thôi. Để tí nữa đi hái cho nắm lá ủi về, không đun nước uống. Đi nhá. Đi rồi đi, nó to dù khó khó. Ừ. Chỉ bác cho là con mua cái gì không biết. Không biết thuốc ngày trước mạc thì không biết. Ừ. Thôi được rồi. Thế là mới để sau đây. Hôm nay vào thì quý cô bác cũng biết rồi là hiện tại cái máy bếp thì anh em thợ cũng đã làm xong rồi. Chiều nay cũng sẽ hoàn thiện nốt cái phần là thu hồi nóc ở phía bên ngoài và làm cái nền bếp. Mái tôn ấy thì là đã đo xong và em đấy về cũng sẽ tính lại cái giá mái tôn cho mình. Tính xem có hợp lý hay không, hay là cái chất lượng tôn là như thế nào để mình có thể xem đảm bảo chất lượng có xứng đáng với cái số tiền mà bỏ ra. Còn thêm một việc nữa là cái việc mà em cho cũng muốn là xây cái chuồng mới cho gia đình nhà em trai ấy. Thì cái này cao nguyên đá cũng rất là khó xử mọi người ạ. Thực sự là khó xử luôn đấy. Cái này chắc là mình cũng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế rồi đưa ra cái quyết định làm sao cho nó tốt nhất, thỏa đáng nhất và vừa hợp ý của quý cô bác Mạnh Thường Quân và hai gia đình nữa. Thì thời lượng video cũng tương đối là dài rồi, mình xin phép và tạm dừng video tại đây. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người, hiện tại Cao Nguyên Đá đang có những sản phẩm đó là mật ong hoa bạc hà là 550 một lít, mật ong rừng là 400.000. Các bác lấy từ 2 lít trở lên sẽ được miễn phí tiền vận chuyển.
mình bao gồm ship cả khắp cả nước. Ngoài ra còn có sản phẩm là măng khô, có hai loại măng dối và măng miếng. Tiếp theo nữa là có hạt dổi, quả óc chó và hoa đu đủ khô nữa. Ngoài ra ở đây có một sản phẩm rất đặc biệt, đó là rượu ngô men lá ngâm với sâm cao. Quý cô bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Những sản phẩm của Cao Nguyên Đá bao gồm sẽ có tem và logo của kênh để mọi người có thể nhận diện, tránh trường hợp bị đánh cháo, cũng như là cách đóng gói là rất là cẩn thận, bao gồm là có một phần màng ni lông ở đây tránh trường hợp bị bóc khi trong quá trình ship hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.